Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U3 Mường Trời. Camera Lò Anh Nhàn chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U3 Mường Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và một số sự kiện khác. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm, hãy liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
có gì chú bác. Hôm nay được sự nhất trí của gia đình chính quyền địa phương tổ chức cho cô dâu chú rể tại quê hương gia đình nhà trai. Sau đây ban tổ chức chúng tôi thay mặt hai bên gia đình xin trân trọng giới thiệu về phía chủ hôn của đại diện diện gia đình nhà trai có quan hệ cả thì ứng. Về phía chủ hôn của đại diện gia đình nhà gái có bố Lò Văn Tâm, có mẹ Lò Thị Long. Xin mời toàn thể hội hôn chúng ta nở một tràng vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Vâng, kính thưa các bác anh chị khách quý cùng toàn thể cô dì chú bác, ban tổ chức chúng tôi không thể cho quý vị đợi lâu hơn nữa. Hai bông hoa đẹp nhất đứng ở giữa đó chính là chủ nhân của tấm thiệp hồng trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Từ giờ phút này trở đi, cô dâu chú rể chúng ta sẽ bước vào con đường hạnh phúc cho đến tới đầu bạc răng long. Xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy tiến lên phía trước một bước ạ. Tiến lên phía trước một bước. Mời các bạn trẻ chúng ta hãy cùng tiến lên một bước. Xin mời các bạn trẻ chúng ta hãy cùng muốn chào toàn thể quý vị thân khách trong buổi tiệc ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, ông ta lên ban tổ chức xin được trân trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Quang Nguyên, Mai Dương. Xin phép chính thức được bắt đầu. Quý vị ơi, đứng chào một tay của toàn thể quý vị nào. To nữa, to nữa. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, đôi bạn trẻ của chúng ta trong những ngày vui hôm nay chúng ta chính thức ra mắt toàn thể quý vị khách quý mà những tình cảm đặc biệt của toàn thể quý vị khách quý đã dành cho gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Các tổ chức thay lời cho gia đình cũng như đôi bạn trẻ xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm đặc biệt của toàn thể quý vị khách quý cùng những món quà mà quý vị đã dành tới gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Trân trọng và cảm ơn toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa các bác anh chị khách quý cùng toàn thể cô dì chú bác, hôm nay nhà gái hân hoan mừng thể thảo, nhà trai hớn hở đón dâu hiền, anh về làm rể, em về làm dâu. Trước sự chứng kiến của quan viên hai họ, sau đây ban tổ chức tôi xin mời toàn thể cô dì chú bác chúng ta hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để hai gia đình có món quà thật đầy ý nghĩa tặng cho con nhất ngày trọng đại nhất. Ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời toàn thể cô dì chú bác chúng ta hãy cùng đến với món quà đầu tiên, đó chính là món quà của đại diện nhà trai ạ. Vâng, kính thưa các bác anh chị khách quý cùng toàn thể cô dì chú bác, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển long lanh không dân đầy tình mẹ, sóng biển rộng bao la không phủ kín được lòng cha. Hôm nay đây mới là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, ơn cha mẹ như trời cao biển rộng, sinh con ra mang con lớn trưởng thành có lúc hoạn nạn có lúc đắng cay, nhưng bố mẹ vẫn lo cho con như hoa trên cành. Hôm nay thấy con hạnh phúc một lòng thỏa nỗi ước mong, ban tổ chức tôi xin chân thành cảm ơn món quà thật đầy ý nghĩa của đại diện gia đình nhà trai ạ. Ban tổ chức tôi xin mời toàn thể cô dì chú bác chúng ta hãy cùng đến với món quà của đại diện nhà gái ạ. Vâng, sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đại diện bên nhà gái chúng ta cũng có món quà dành tặng cho hai người con yêu dấu của mình trong ngày vui hạnh phúc ngày hôm nay. Trân trọng và kính mời.
Camera Lò Anh Nhàn xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã đăng ký ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Rất mong Camera Lò Anh Nhàn lại tiếp tục có cơ hội quay phim chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc đời của quý khách hàng. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình vui lòng hãy liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.